Chuyển sang thông tin hải quan quốc tế thưa quý vị các cơ quan hải quan thành viên của tổ chức hải quan thế giới và các bên liên quan đã tiến hành đánh giá toàn diện mô hình kinh doanh thương mại điện tử về vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan được quy định trong chú giải kỹ thuật của khung tiêu chuẩn tổ chức hải quan thế giới về thương mại điện tử xuyên biên giới Quá trình giả soát đã thảo luận 38 đề xuất của các cơ quan hải quan thành viên, tổ chức quốc tế và các đại diện từ khu vực tư nhân liên quan, đồng thời tiến hành dự thảo và trao đổi về các nội dung sửa đổi được đề xuất. Mục đích của việc sửa đổi nhằm phản ánh đúng bản chất sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và đưa ra quy định cụ thể hơn về vai trò và trách nhiệm khác nhau của các bên liên quan trong thương mại điện tử với ý nghĩa quan trọng này đối với hoạt động hải quan nội dung mô tả về quy trình thực hiện thương mại điện tử đã được bổ sung vào phần chú giải kỹ thuật mô tả các mô hình thương mại điện tử Hội đồng Tổ chức Hải quan Thế giới đã phê chuẩn kết quả giả soát vào ngày 23 tháng 6 năm 2023 và cập nhật phiên bản e-commerce FOS 2023 trên website của WCO như một phần của gói thương mại điện tử. Điều này đánh dấu việc hoàn thành chỉ tiêu đánh giá hàng năm theo quy định ban đầu để cập nhật và bảo trì gói thương mại điện tử đã được Ủy ban Kỹ thuật Thường trực phê duyệt vào tháng 6 năm 2020. Sau khi sửa đổi cơ chế cập nhật, bảo trì được Ủy ban Kỹ thuật Thường trực xác nhận vào tháng 10 năm 2022 và được Hội đồng Tổ chức Hải quan Thế giới phê chuẩn cơ chế đánh giá thực hiện giả soát định kỳ 4 năm một lần đối với toàn bộ gói.